Renzo Veloso, một chiến lược gia người Brazil. Còn huấn luyện viên trưởng của Việt Nam là ông Trần Đình Tiên. Ở trận đấu này thì Philippines đã đón chào sự trở lại của bộ đôi quan trọng là Brian Bagunas và Mark Espejo. Và đây là lần đầu tiên họ trở lại trong đội hình thi đấu của Philippines kể từ SEA Games năm 2019. Trong khi đó thì Việt Nam vẫn giữ nguyên danh sách 14 vận động viên đã đăng ký thi đấu tại ABC Challenge Cup cũng như là chặng 1. Và đội hình này cũng đã có những màn trình diễn có thể nói là khá ổn. Dù với rất nhiều cổ động viên thì đáng ra Việt Nam cần phải thắng Thái Lan sớm hơn và sâu hơn, thuyết phục hơn. Nhất là khi set 3 chúng ta đã dẫn 23-20 và sau đó có 4 match point nhưng bỏ lỡ để thua với tỷ số 28-30 và cuối cùng chỉ vượt qua được đội B của Thái Lan với tỷ số 15-9 trong set đấu thứ 5. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với những diễn biến của trận đấu giữa Philippines và Việt Nam, trận đấu cuối cùng của chặng 2 CV League. Điểm đầu tiên đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Và kết thúc của Duy Tuyến. Chắn bóng tốt và trong sân. 2-0 cho Việt Nam. Bóng ngoài và sẽ điểm không chính xác của Steven Charles Rotter. Philippines đang có những sự chệch choạc nhất định ở thời điểm khởi đầu của trận đấu này và đây đang là những sự bứt đi của Việt Nam. Vẫn là cầu phát bóng của Trần Duy Tuyến. Đó là điểm số đầu tiên cho Philippines. Và kết thúc là Mark Jesus Espejo. Viên có chiều cao 1m91, sinh năm 1997. Không được. Pha phát bóng và ghi điểm của Philippines. Vị trí của đội tuyển Việt Nam đã di chuyển không tốt ở tình huống bước 1 vừa rồi. Tiếp tục là Manhu Labnan. Trong sân. Kết thúc rất hiểm hóc của Từ Thanh Thuận. Nỗ lực tuyệt vời. Nhưng thật tiếc là điểm rơi của trái bóng lại ở bên ngoài sân. Trước đó Đinh Văn Duy đã có một pha cứu bóng rất hay. Thêm một điểm nữa dành cho Philippines. Và đó vẫn là những pha tấn công ở vị trí số 4. Lần này là Bagunas. Sự trở lại của những chủ công như là Bagunas và Espejo đã mang tới sức mạnh lớn hơn cho Philippines. Nhưng kết quả của họ thì vẫn chưa thay đổi. Vẫn là những thất bại trước đội B của Thái Lan và thua Indonesia. Và đây là cơ hội cuối để họ thể hiện trước một đối thủ mà Philippines đã thắng được 2 set ở chặng 1 nhưng thua ngược. Bây giờ tỷ số được cân bằng 5 đều.
Yosafat. Được một không tốt. Thêm một lỗi bước một nữa của Việt Nam. Và bây giờ thì Philippines đã vượt lên. Phát bóng ra ngoài. Trương Thế Khải, vận động viên cao nhất và cũng là người trẻ nhất trong đội hình của Việt Nam. Thế Khải cao 1m97. 76. Đó là pha kết thúc của Dương Văn Tiễn. Đến lượt lỗi bước 1 của Philippines và thêm một điểm nữa cho đội bóng áo xanh. 8-6. Trong trận đấu mà Việt Nam đã vượt qua Philippines với tỷ số 3-2 ở trận 1, cao trò của luyện viên Trần Đình Điền đã ngược dòng nhờ sự bùng nổ của Văn Hiệp và Văn Tiên ở set đấu thứ 3, đặc biệt là Văn Hiệp. Còn Văn Tiên cũng đã thi đấu tốt hơn rất nhiều ở set 3. Bật chắn ra ngoài. 7-8 cho Philippines. Rotter luôn nằm trong top những vận động viên ghi nhiều điểm nhất cho Philippines ở những trận đấu đã qua. Hơi bị lố đà rồi. Và đó là một tình huống dứt điểm không thể vượt qua chắn của Bakunas. Phát bóng ghi điểm của Từ Thanh Thuận. Sau một tình huống phát bóng ghi điểm là một cú phát hỏng. Đến lượt Bakunas. Bakunas cũng đã có một pha phát bóng rút lưới. Và khoảng cách vẫn đang là 3 điểm nghiêng về Việt Nam. Dương Văn Tiễn.
rất tốt. Và đánh nhanh tốt của Trần Duy Tuyến. Đường chuyền cũng là rất thuận lợi tới từ Đinh Văn Duy. Không quá khó để chắn được pha tấn công vừa rồi của Philippines. Mọi thứ đã trục trặc ngay từ bước 1. Chắc chắn luyện viên Sergio Veloso không thể hài lòng với những gì mà cao trò của ông đang thể hiện. Tình huống phối hợp có thể nói là khá một màu kể từ đầu trận đấu đến giờ. Nhiều đường truyền ra vị trí số 4 để cho Bagunas và Espejo tấn công. Và đó là vị trí tấn công đang bị Việt Nam chắn khá hiệu quả. Khoảng cách bây giờ là 4 điểm giữa đôi bên. Duy Tuyến tiếp tục là chắn bóng thành công của đội tuyển Việt Nam. Pha chắn đôi của Thế Khải và Đinh Văn Duy. Đó là một đường chuyền làm bất ngờ hàng chắn của Việt Nam. Một đường chuyền tốt của Mangulapnan. Không được. Đã có một thoáng hơi chần chừ của Trương Thế Khải, bóng trôi qua vị trí của anh và khiến cho đồng đội cũng giật mình. Thật tiếc, điểm số bị mất hơi vô duyên. Từ Thanh Thuận đã bị chắn lại và thêm một điểm nữa cho Philippines. Công Thế Khải đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Khâu bám chắn và chớp lấy thời cơ để có những pha ghi điểm. Phát bóng sẽ là Đinh Văn Duy chuyền hay xuất sắc nhất của trận 1 Indonesia. Vận động viên đang có những bước tiến và sự trưởng thành để chiếm lấy một vị trí vững chắc trong đội hình chính của đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam. Kết thúc tốt của Espejo. Đã có những đường chuyền biến hóa hơn tới từ Mangulapnan. Espejo ngoài. Số 15 đang phát hỏng khá nhiều. Số 16-13 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.
Đó là Steven Chasrotter. Liên tiếp là những đường chuyền sau đầu tới từ Manu Lapnan. Câu trả lời của đội tuyển Việt Nam. Điểm số của Dương Văn Tiền. Đã bật chắn của Philippines và rời ra ngoài sân. Tình huống mà may mắn đã mỉm cười với Từ Thanh Thuận. Số 9 của Việt Nam đang bị đối phương chắn rát. Sự thay đổi người bên phía Philippines. Vào sân là Ryan Anriuka, đội viên sinh năm 2000. Nhìn nhau, bóng đã xuyên qua vị trí của Ngọc Thuần và Dương Văn Tiền. Pha bóng ghi điểm của Rotter. Dương Văn Tiền đã không thể vượt qua được hàng chắn của Philippines và thêm một điểm nữa cho đội chủ nhà. 17-18. Tình huống chắn 3. Đội bạn đã dựng tường chế lưới và Văn Tiền không thể xuyên qua được. Kể của ban tổ chức thì trong những ngày thi đấu đã qua của chặng 2, số lượng khán giả tới với đội thể thao Rosamanti Purples dao động vào khoảng 2.000 người. Một số quan trọng cho Việt Nam để giúp cho chúng ta tiếp tục giữ vững lợi thế dẫn trước. Một pha đánh nhanh tốt ở vị trí số 3 của Trần Duy Tuyến. Giờ sẽ là phát bóng tới từ Từ Thanh Thuận. Không cứu được. Yusua Yumandan được tung vào sân bên phía Philippines. Đội viên sinh năm 1999 với chiều cao 1m87. Không được. Tấn công bất thành của Philippines và 20-18 cho Việt Nam.
19-20. Chuyền hay trên sân lúc này của Philippines đang là số 9 Adrian Guiados. Không được. Và phối hợp không thành công của Việt Nam đã bị đối phương bắt bài 20 đều. Tình huống phán đoán và chắn rất tốt của Espejo. Philippines đang hoạt động quá hiệu quả. Và tấn công không thành công của Xuân Đức. Và Philippines đã vượt lên dẫn 21-20 ở thời điểm mang tính quyết định của set đấu thứ nhất này. Đây là lúc mà Việt Nam cần những ngôi sao tỏa sáng. Liên tiếp khoảng 2-3 đường tấn công gần đây, Việt Nam đều đã bị hàng chắn của đối phương cản lại. Sự điều chỉnh của huấn luyện viên Sergio Veloso khi thay chuyền hai và tung Ryan Andrewka cũng như là Joshua Yumandan vào sân đang cho thấy tác dụng. Malabunga. Vẫn cứu được. Hai mươi hai hai mươi cho Philippines. Đội viên sinh năm 2000 Andrewka đang là nhân tố tỏa sáng bên phía Philippines với những điểm số rất quan trọng. Đó là một điểm số cần thiết của Duy Tuyến. Một pha đánh nhanh ở vị trí số 3 của Duy Tuyến. 21-22. Bóng bật chắn và rơi ra bên ngoài. Điểm số của Espejo. Bóng đã chạm vào tay của Đinh Văn Duy. Và bây giờ thì Man Gulabnan đã trở lại, cùng với đó là Rotter. Tiếp tục là những điểm số ở vị trí số 3 của Việt Nam. Rồi là Trương Thế Khải. Phạt bóng của Đinh Văn Duy. Bật chắn ra ngoài. 24-22 và sẽ là set point cho Philippines. Espejo. Và phạt bóng như đã đại bác của Espejo. Và đó là một cú ngược dòng.
Một cú ngược dòng đã mang về chiến thắng cho Philippines ở set đấu thứ nhất. Xuyên suốt thời gian thi đấu của set này thì Việt Nam là người đã dẫn trước, nhưng Philippines đã vượt lên ở thời điểm quyết định và đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 25-22. Sẽ cùng trở lại với những diễn biến trong cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Philippines, trận đấu cuối cùng của chặng 2 giải bóng chuyền Đông Nam Á C-League 2023. Đây là một trận đấu mà nếu như Philippines có thể đánh bại được Việt Nam thì họ sẽ kết thúc trận đấu này ở vị trí thứ 3. Nếu thắng được 3-0 hoặc 3-1, còn trong trường hợp thắng 3-2 thì Philippines cũng vẫn sẽ đứng cuối vì có tỷ số set thắng thua kém hơn so với Việt Nam. Còn Việt Nam chỉ cần thắng thôi, chỉ cần thắng Philippines là sẽ có được vị trí thứ 2. Indonesia thì đã sớm giành được vị trí số 1 sau chiến thắng 3-2 trước Thái Lan. Điểm đầu tiên ở set 2 thuộc về Philippines. Malabunga. Đó là điểm số của Ngọc Thuân. 1-1. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp tới từ Espejo. Cái ghi điểm có thể nói là chủ lực của Philippines ở set 1 với những điểm số rất đều đặn.
Manu lắp nản. Bùi Thanh Thuận đã tiếp tục bị chắn lại. Ở thời điểm nửa cuối của set 1 thì Từ Thanh Thuận đã không còn có thể mang về những điểm số với những pha tấn công của mình ở vị trí số 2. Thêm một điểm nữa được ghi với Ngọc Thuân. Này thì có lẽ không ít cổ động viên đang chờ đợi sự xuất hiện của Văn Hiệp trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Chắn bóng tốt. 3 đều. Chắn thành công của Duy Tuyến. Đó là pha đối công căng thẳng nhất giữa đôi bên kể từ đầu trận đấu đến giờ, và Từ Thanh Thuận đã đánh bóng bật chắn ra ngoài, mang về điểm số cho đội tuyển Việt Nam. Rất tốt. Tiếp tục là sự kết hợp giữa Đinh Văn Duy và Trần Duy Tuyến với những pha đánh nhanh. Năm ba cho đội tuyển Việt Nam. Kết thúc dọc biên rất tốt của Rotter. Đó vẫn là những pha phát bóng rút lưới thường thấy ở Espejo. Người có lẽ đã phát hỏng phải khoảng 3-4 quả set 1. Bóng ngoài của Từ Thanh Thuận. Bảy năm cho đội tuyển Việt Nam.
Lập tức là lời đáp trả của Philippines. Đó là Malabunga. Cách hai điểm vẫn đang thuộc về Việt Nam. 86. Đinh Văn Duy cho rằng mình đã không hề chạm lưới và đây là khiếu nại bên phía đội tuyển Việt Nam. Đinh Văn Duy đã bắt đầu được đưa vào sân thi đấu chính trong trận đấu tranh huy chương đồng SEA Games 32. Và từ đó, vận động viên của Đông Anh này đã bắt đầu có những sự phát triển. Lại thành công của đội tuyển Việt Nam, không hề có lỗi chạm lưới của Văn Duy. Huấn luyện viên của Philippines cho rằng tình huống vừa rồi phải đánh lại. Đội bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát và tình huống tấn công của đội đồng. Nhưng trọng tài đã bắt lỗi của Đinh Văn Duy. Rất quyết liệt của huấn luyện viên đến từ Philippines. Đã có thêm một điểm nữa được ghi cho Việt Nam. Hey, hey, hey.
đó là Bagunas, người đã bỏ lỡ SEA Games 2023 vì bạn làm đám cưới. Yeah, but the other boys still on rally. Challenge is okay. Yeah, they stopped the the rally. Bóng ngoài của Từ Thanh Thuận, 8-10. Có vẻ như phía Philippines cho rằng bóng đã sượt chắn. Đó là pha dứt điểm ra ngoài của Bagunas và không hề sượt vào tay chắn bên phía Việt Nam. Phạt bóng của Dương Văn Tiên. Được ghi bởi Nguyễn Ngọc Thuần. Góc rất hẹp, Ngọc Thuần vẫn mang về điểm số cho đội tuyển Việt Nam. Không cứu kịp, Philippines một lần nữa sẽ cần phải cố gắng ngược dòng. Và đó là điều mà họ đã làm được ở set 1. Phát bóng dở của Malabunga. Một trong ba vận động viên với chiều cao 1m95 trong đội hình của Philippines. Bên cạnh Bagunas và vận động viên đang ngồi dự bị, Enjiga. Bóng tốt của Từ Thanh Thuận. Philippines đang liên tiếp có những tình huống tấn công không thể vượt qua được hàng chắn của Việt Nam. Việt Nam đã chắn bóng và phòng thủ hàng sau tương đối tốt ở những pha bóng gần đây và tạo ra một khoảng cách lớn hơn với đội chủ nhà.
Cách biệt bây giờ là 5 điểm. Xét đấu mà Ngọc Thuần đang hoạt động quá hiệu quả ở vị trí số 4. Thêm một điểm nữa cho số 17 của Việt Nam. Phạt bóng ra ngoài của Đinh Văn Duy. Không phát bóng rút lưới thì sức công phá của những cú phát bóng đến từ Espejo là rất đáng nể. Nhưng lần này là phát bóng ra ngoài của Espejo. Hiệu suất vẫn là tương đối thấp. Mười sáu mười hai nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Ngọc Thuần trong hai trận đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam tại chặng 2 này đều là người ghi điểm nhiều nhất và đều ghi được 17 điểm. Và set 2 thì Ngọc Thuần đang tìm lại được cảm giác và sự chính xác trong những cú đập của mình. Bước một không tốt của đội tuyển Việt Nam. Mười bảy mười ba. Trước nữa là một tình huống tấn công có thể nói là khá loằng ngoằng của Philippines khi mà Espejo không dứt điểm mà lại thực hiện đường chuyền. Duy Tuyến. Tiếp tục là bóng cho Reuters. Number 8,
Andriuka vừa gõ mặt. Rotter phát bóng rút lưới. 18-14 cho Việt Nam. Đội tuyển Rotter đang thi đấu không thực sự tốt trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì Philippines vừa tung chuyền hay. Viados vào sân. Kim Malabunga đã đánh bại được Trương Thế Khải ở tình huống tranh chấp trên lưới vừa rồi. Bagunas. Liên tiếp là những pha phát hỏng bên phía Philippines. Mười chín mười lăm cho Việt Nam. Dương Văn Tiên. Đó là Ngọc Thuần. Khoảng cách 4 điểm vẫn đang được duy trì. Và đội tuyển Việt Nam đang từng bước hướng tới chiến thắng ở set đấu này. Phát bóng là Ngọc Hoàng. Ngọc Thuần. Quá hiệu quả. Sẽ đấu với phong độ rất cao của Ngọc Thuần. 21-16. Chắn bóng hay. Chiến thắng có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian với đội tuyển Việt Nam trong set đấu này. Tình huống chắn đơn quá tốt của Duy Tuyến. Espejo là người vừa mang về điểm số thứ 17 cho Philippines. Điểm số thứ 23 cho Việt Nam.
Chiến thắng đang tới rất gần ở set đấu này. Tờ đã đẩy bóng ra ngoài sân. Một trận đấu mà Việt Nam không những chơi hay hơn mà lại còn có phần may mắn hơn so với Philippines. Thời điểm nửa cuối của set 1 thì Philippines đã từng bứt đi với những điểm số liên tiếp nhờ khả năng bám chắn hiệu quả. Còn trong giai đoạn giữa của set đấu thứ hai này thì khả năng phòng thủ hàng sau rất ổn của Việt Nam đã giúp cho các học trò của huấn luyện viên Trần Đình Tiền mang về những điểm số rất quan trọng và tạo ra một cách biệt đủ an toàn. Bóng bật tay chắn và rơi ra ngoài sân. Và phần thắng trong set đấu thứ hai đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Tỷ số 25-18.
Có thể nói là cán cân đã thay đổi trong set đấu thứ hai khi mà đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tấn công hiệu quả hơn. Với điểm sáng là chủ công Ngọc Thuần, phòng thủ cũng tốt hơn và tận dụng nhiều hơn được những sai lầm của đối thủ. Cũng không có nhiều những pha phát bóng và mang về những điểm số trực tiếp cho Philippines như set 1 nữa. Tỷ số được cân bằng 1-1 và đây sẽ là những diễn biến trong set đấu thứ 3. Điểm nữa được ghi bởi Ngọc Thuần, vận động viên quê ở Thái Bình và đang thi đấu cho Biên Phòng. Hay không? Lưới trẻ của Biên Phòng với chiếc vô địch của giải bóng chuyền trẻ Cúp Câu lạc bộ Quốc gia năm 2018 và Á quân của giải bóng chuyền trẻ quốc gia. Đây là một lứa vận động viên rõ ràng là đầy hứa hẹn với Ngọc Thuần, Văn Hiệp, Văn Duy và Duy Tuyến. Điểm số của Từ Thanh Thuận, 3-1 cho đội tuyển Việt Nam. Thuần đang không thể bị ngăn cản ở vị trí số 4. Kể cả khi đối thủ đã bám chắn sát thì đó vẫn là những pha tấn công bật chắn đối phương và đưa bóng rơi ra ngoài sân, mang về điểm số cho đội tuyển Việt Nam. Câu trả lời tới từ Espejo. Khi mà Bagunas đang chơi khá mờ nhạt, Rotter chưa mang tới những gì tốt nhất của mình, thì Philippines cũng phải nhờ cậy rất nhiều vào những điểm số của Espejo và cả phụ công Malabunga. Phát bóng ra ngoài. Espejo đã khá nguội ở set 2. Và một vấn đề lớn của anh đó là những tình huống phát hỏng. Rất may mắn cho Ngọc Thuần. Bóng đã leo sang phần sân của Philippines. Sáu hai cho đội tuyển Việt Nam. Thank you.
Một trong không nhiều những huống tỏa sáng của Bagunas kể từ đầu trận đấu đến giờ. Và Philippines đang cần nhiều hơn thế. Những dấu ấn của mũi nhọn mà số 13. Dương Văn Tiền cũng vẫn đang có phong độ ổn định. Cùng với đó là phụ công Duy Tuyến. Đó là Rotter. Thêm một điểm nữa được ghi bởi Bagunas. Năm bảy. Duy Phúc đã rất cố gắng để cứu bóng cho đội tuyển Việt Nam ở tình huống vừa rồi. Và phạt bóng khá khó chịu của Rotter và đang khiến cho chúng ta gặp phải khó khăn trong bước 1. Cách biệt lúc này chỉ còn 1 điểm. Vẫn là cầu của Rotter. Và Dương Văn Tiên là người đã ngắt được mạch lên điểm này của đội bạn. Oh.
Bóng có sượt chắn ở tình huống vừa rồi. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang duy trì được lợi thế dẫn trước 9-7. Dương Văn Tiên. Lố đà sẽ là cơ hội cho Việt Nam. Bóng ngoài. Và dứt điểm ra ngoài của Espejo. Không cứu được. Sau đó là một tình huống xả thân của libero Duy Phúc. Philippines tiếp tục là đội để mất điểm nhiều hơn bởi những lỗi phát bóng. Và đó cũng là một vấn đề không hề nhỏ. Trương Thế Khải. Quá đáng tiếc cho Trương Thế Khải. Người đã và đang được trao cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. Với niềm tin và sự kỳ vọng, trong tương lai Thế Khải sẽ trở thành một trong những phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nam Việt Nam. Những đánh đã mang lại rất nhiều điểm số cho đội tuyển Việt Nam với Duy Tuyến ở trận đấu này. Sai lầm của Philippines và Ngọc Thuân là người đã trừng phạt đội bạn. Trước đó là một đường chuyền không thực sự tốt của Văn Duy cho Duy Tuyến. Nhưng không sao cả bởi Philippines còn mắc một sai lầm lớn hơn. Khoảng cách được nới rộng lên 4 điểm cho đội tuyển Việt Nam. Ngọc Thuân 14-9. Trong trận đấu trước đó thì Philippines cũng đã từng rơi vào tình cảnh tương tự. Với những pha tấn công không thể mang về điểm số và họ cũng không phòng thủ được những tình huống của đội tuyển Việt Nam. Thật tiếc khi chúng ta đã mắc phải hai pha phát hỏng. Khá lâu thì Philippines mới chắn được Ngọc Thuân. Sau khi để cho số 17 của Việt Nam làm mưa làm gió. Đây là một tình huống mà Philippines đã chắn được Ngọc Thuân. Yeah.
sẽ là sự khiếu nại của đội tuyển Việt Nam khi mà Ngọc Thuần quan sát rằng bóng đã sượt vào chắn, sượt chắn của Philippines. Khiếu nại chính xác của Ngọc Thuần và đội Việt Nam. Sẽ cần phải chắt chiu hơn với những cú phát bóng để không biếu cho đội bạn những điểm số như vừa rồi. Đó là một pha xử lý hay của Malabunga. 13-15. Malabunga đã đẩy bóng vào tay của Duy Tuyến. Xuân Đức được tung vào sân thay cho Ngọc Thuần. Quá tốt với Dương Văn Tiền. Khoảng cách lúc này chỉ còn một điểm thôi. Điểm số liên tiếp của Philippines. Đến lượt Việt Nam lại đang có dấu hiệu hơi trùng xuống. Thế quá cần thiết của Duy Tuyến. Bóng ngoài. Và sẽ là khiếu nại bên phía Philippines. Cùng chờ xem bóng có sượt qua chắn bên phía Việt Nam hay không sau cú dứt điểm vừa rồi của Rotter. Trận đấu đang dần đi về những điểm số quyết định.
Không, bóng không hề chạm chắn. It's unsuccessful. Huấn luyện viên Sergio Veloso một lần nữa lại có lý do để không hài lòng với công tác trọng tài. Thưa ông, vừa gì vừa rồi bóng vẫn chạm chắn. Ở đây thì không có gì phải tranh cãi. 15-17. Phạt bóng ra ngoài của Rotter. Đã có ai đó hô lên là out khi Rotter chuẩn bị phát bóng, và đúng là bóng đi ra ngoài thật. Sự điểm tốt của Bagunas. Đây có lẽ đang là set đấu tốt nhất của Bagunas trong trận đấu này. Đó là Dương Văn Tiền. Và tiếp theo là điểm số của Ngọc Quân. Khoảng cách lại được nới rộng cho đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta đang hướng tới chiến thắng ở set đấu thứ 3. Tính toán thì Việt Nam nếu như thắng được Philippines 2 set thì sẽ chắc chắn có được vị trí thứ 3, kể cả khi chúng ta có thua với tỷ số 2-3. Thì tỷ số set thắng thua của Việt Nam vẫn nhỉnh hơn so với Philippines. Nhưng vị trí thứ 3 không phải là vị trí mà chúng ta đang hướng tới. Chắc chắn các cổ động viên Việt Nam muốn chứng kiến một chiến thắng trước Philippines. Muốn nhìn thấy thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền kết thúc chặng 2 của CB League với vị trí thứ 2. Bật chắn ra ngoài. 17-20. Malabunga. Quá bất ngờ, đội bạn đã chết lặng sau pha xử lý vừa rồi. Một tình huống khiến cho tất cả sửng sốt. Ghi điểm ngay từ bước 2, 21-17 cho Việt Nam. Thế Khải.
Nếu có một điểm trừ cho đội tuyển Việt Nam ở set đấu này thì đó chính là những pha phát hỏng. Adrian Villalobos. Rất đúng nhịp. Điểm số của Duy Tuyến. Chắn bóng hay. Một tình huống dựng tường trước mặt của Espejo. 23-18 cho đội tuyển Việt Nam. Pha phối hợp tấn công tốt của Philippines. Kim Than đã phân tán sự chú ý của hàng chắn bên phía Việt Nam. Hai mươi 23, thì Thành Thuận đã bị Rotter chắn lại. Vào lúc nước sôi lửa bỏng này thì có lẽ là nên chuyển bóng tới những vị trí khác, không phải là vị trí tấn công của Từ Thanh Thuận. Với sự đảm bảo mang về điểm số lớn hơn. Bóng tốt trong sân. Đó là một pha kết thúc hay của Duy Tuyến. Set point. Sự bàng hoàng của các cầu thủ Philippines khi nhìn thấy bóng vẫn còn trong sân. Đó là điểm số của Philippines. Bên phía Việt Nam vừa khiếu nại rằng bóng đã không chạm chắn. Không, bóng không hề chạm chắn. Và đó là một pha đẩy bóng ra ngoài. Và set đấu cũng đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội tuyển Việt Nam sau sự khiếu nại thành công vừa rồi.
Xét đấu thứ tư của đối đầu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Philippines, trận đấu cuối cùng của chặng 2 giải bóng chuyền Đông Nam Á CV League. Và sẽ là một xét đấu phải thắng của đội chủ nhà. Lúc này thì họ đang bị Việt Nam dẫn trước với tỷ số 2-1. Philippines đã thắng xét đầu 25-22, nhưng thua trong hai xét đấu liên tiếp với tỷ số 18-25 và 20-25. Đã có những điều chỉnh trong đội hình của Philippines thì họ bắt đầu xét đấu thứ tư với chuyền hai Adrian Villalobos. Villalobos chứ không phải là Manulapnan. Và sự điểm chính xác của Từ Thanh Thuận. 1-0. Trương Thế Khải chắn bóng hay, và chắn đôi của Đinh Văn Duy và Trần Duy Tuyến. Philippines nhờ cậy rất nhiều vào những điểm số của Reuters, và cho tới thời điểm hiện tại, trong một ngày mà Reuters vẫn còn chưa cháy, thì là quá khó khăn cho đội chủ nhà. Espejo. Ngày thi đấu mà Duy Tuyến đang làm rất tốt ở những tình huống đánh nhanh ở vị trí số 3. Tiếc thì đó là một pha phát bóng hỏng của Đinh Văn Duy. Trở lại của đội tuyển Việt Nam cũng đi cùng với thời điểm mà Ngọc Huân bắt đầu mang về nhiều điểm số hơn. Và đó là một pha phát bóng ghi điểm. Với kết quả cho tới thời điểm hiện tại thì đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn có được vị trí thứ 3 ở chặng 2 này. Nếu có thể tiếp tục vượt qua Philippines trong xét đấu này thì đội tuyển Việt Nam sẽ có được vị trí thứ 2. Vị trí thứ 2 được nhiều tiền thưởng hơn, nhưng đồng thời ý nghĩa lớn hơn cũng là sự khẳng định về sự tiến bộ của thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Chúng ta đã làm tốt hơn so với chặng 1. Đó mới là điều quan trọng nhất. Ngay cả khi ở chặng 2 diễn ra ở Philippines thì đội tuyển Thái Lan chỉ cử đội B với các vận động viên trẻ vì đội chính bận thi đấu FIVB Challenge Cup. Thì việc kết thúc trận đấu với vị trí thứ 2 đã cho thấy những sự tiến bộ đáng ghi nhận của đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam.
bóng ngoài của Từ Thanh Thuận. Có sượt chắn và Philippines đã gỡ hòa 6-6. Số có ý nghĩa lớn của Từ Thanh Thuận thì nó giúp cho đội tuyển Việt Nam tiếp tục là những người dẫn trước trong trận đấu này. Bóng ngoài. Và dứt điểm không chính xác của Espejo. Trong cả set 2 và set 3 thì cũng đã có những thời điểm Philippines bám rất sát Việt Nam và đứng trước cơ hội bắt kịp. Nhưng đó đều là những tình huống mà các trò của đội viên Trần Đình Tiền đều đã cho thấy bản lĩnh của mình để giữ được một cách biệt an toàn và sau đó tiếp tục bứt phá. Và đó là sự khác biệt rất lớn so với set đấu đầu tiên. Trận đấu mà Việt Nam dẫn trước trong phần lớn thời gian nhưng lại để cho đội bạn ngược dòng. Không được. Liên tiếp là hai tình huống dứt điểm hỏng của Philippines. Sự trùng xuống của Philippines. Và sau khi gỡ hòa 6-6 thì Philippines đã để cho Việt Nam lên một mạch 4 điểm. Number 9.
rất khéo của Dương Văn Tiền. Trái ngược với sự nặng nề và tâm lý bên phía Philippines là sự thoải mái của đội tuyển Việt Nam. Sượt chắn sau pha kết thúc của Espejo. Chắn bóng tốt. Và dứt điểm không thành công của Ngọc Huân. Đội của Rotter và Yumandan. Bây giờ khoảng cách còn 2 điểm thôi. Chưa thể thả lỏng được. Từ Thanh Thuận lại mang về những điểm số rất cần thiết cho Việt Nam ở những thời điểm mà Philippines đang có dấu hiệu lên tinh thần. Phú Ngọc Hoàng. Hôm nay là một đường truyền thuận lợi hơn cho Rotter. Ngoài rồi. Sẽ có khiếu nại xem bóng có sượt qua chắn không. Do kỹ thuật mà hình ảnh của pha quay chậm đã không được phát trên màn hình. Tỷ số lúc này đang là 14-12 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Yeah!
đó là một pha chắn bóng tốt của Philippines. 13-14. Thêm một đường chuyền nữa cho Từ Thanh Thuận. Và lần này thì số 9 đã không bỏ lỡ cơ hội. Phạt bóng quá thiếu chính xác của Ngọc Thuần. Thật may là Rotter cũng đã phát hỏng. Đó là pha kết thúc sượt chắn của Bagunas. 15-16. Lỡ đà một chút nhưng Từ Thanh Thuận vẫn có một pha kết thúc rất hay. Quá hay. Hàng chắn của Philippines đang hoạt động tốt trong những phút vừa qua. Và đó là một pha kết thúc ra ngoài của Rotter. Phần hơi thiếu ý tưởng của Việt Nam. Bóng đang được dồn quá nhiều cho Từ Thanh Thuận và đó không phải là một điều hay. Lỗi bước một.
cách biệt chỉ còn một điểm thôi. Sau lỗi vừa rồi của Ngọc Hoàng, mà là Bunga. Sắc đấu cho tới lúc này đang là rất hay của thủ thành Thuận, nhưng anh cần phải được chia lửa, không thể phụ thuộc vào một cá nhân được. Dương Văn Tiên, bóng bật chắn ra ngoài sau nỗ lực của Espejo. Rất cần những pha ghi điểm như vừa rồi, rất cần những điểm số tới từ những cá nhân khác, giống như pha tấn công vừa rồi của Ngọc Hoàng. Điểm số đầu tiên của Ngọc Hoàng, 20-18. Lập tức là câu trả lời của Philippines. Chắn bóng hay. 21-19. Rotter đã bị cản lại. Đó là Ngọc Huân và Dương Văn Tiên. Và Trần Duy Tuyến ở tình huống vừa rồi. Ngọc Huân và Duy Tuyến là hai vận động viên đã chắn đôi. Thêm một điểm nữa của Bakunas. 20-21. Bên phía Philippines, khi mà Bakunas tìm lại được cảm giác trở nên nguy hiểm hơn, thì Rotter và Espejo lại hiền đi. Từ Thanh Thuận đã bị chắn lại. 21 đều cho Philippines. Niềm cảm hứng từ Brian Bagunas đang mang tới sức sống cho Philippines. Bây giờ thì đội chủ nhà đang lên tinh thần. Đó là bóng ngoài, đó là một pha dứt điểm ra ngoài của Duy Tuyến. Và giờ thì Philippines đã vượt lên dẫn trước. Việt Nam đặt kỳ vọng rằng đã có lỗi chạm lưới.
không hề chạm lưới, không hề có lỗi của Malabunga. Giây phút thử thách bản lĩnh của các vận động viên Việt Nam. Ngọc Thuân. Ngọc Thuân đã im tiếng quá lâu và đây là lúc mà anh cần phải chứng tỏ. 22 đều. Bagunas đang tỏa sáng rực rỡ bên phía Philippines. Sau khi phòng thủ số 13 lập tức lao lên. Rotter. Số đầy may mắn cho đội tuyển Việt Nam bởi sự lóng ngóng của Philippines. Đáng ra đó là một cơ hội để cho đội chủ nhà tấn công. Nhưng họ đã mắc sai lầm và bị thua một điểm khá vô duyên. Bây giờ thì Phạm Văn Hiệp mới được tung vào sân. Số sẽ quyết định không chỉ tới thắng thua của trận đấu thứ tư mà là của cả trận đấu này. Rất tốt. Và đó lại là Bagunas. Đó lại là Bagunas. Set point cho Philippines. Và sự điểm tốt ở vị trí số 3 của Ngọc Hoàng. Bagunas ghi điểm ở mọi vị trí. Và chuyền hai của Philippines chỉ có mỗi một nhiệm vụ là đưa bóng tới cho Bagunas mà thôi. Không được. Và chiến thắng trong set đấu đã thuộc về Philippines. Rõ ràng là một sự trùng xuống của Việt Nam khi mà những mũi nhọn của chúng ta lại không thể hiện được ở thời khắc quyết định. Và dứt điểm trong một tư thế quá khó của Dương Văn Tiên. Thêm một set đấu ngược dòng nữa của Philippines. 26-24.
trận đấu giữa Philippines và Việt Nam sẽ cần bước sang set đấu thứ 5 để phân thắng bại. Và đây là set đấu mà nếu như Việt Nam đánh bại được Philippines thì chúng ta sẽ chiếm được vị trí thứ 2 ở trận đấu này. Còn trong trường hợp Việt Nam thua thì thầy trợ luyện viên Trần Đình Tiền sẽ xếp ở vị trí thứ 3. Khi đó thì tỷ số set thắng thua của Việt Nam là 0,75, của Philippines là 0,625, còn của Thái Lan là 0,875. Set đấu thứ tư thất bại là một điều thật đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam. Thì chúng ta đã khởi đầu tốt hơn, dẫn trước một khoảng cách khá an toàn cho tới giữa set đấu, thời điểm mà Việt Nam bắt đầu trùng xuống. Mũi nhọn như là Ngọc Thuân hay là Văn Tiên đã không còn giữ được phong độ, đặc biệt là Ngọc Thuân. Và việc phụ thuộc quá nhiều vào một lão tướng như là Từ Thanh Thuận rõ ràng không phải là một sự đảm bảo quá chắc chắn. Ngay cả khi set 4 Từ Thanh Thuận cũng đã chơi tốt. Trong khi đó bên phía Philippines, họ đã có sự trở lại và tỏa sáng rực rỡ của số 13 Bagunas. Nói không quá thì một mình Bagunas đã gồng gánh cho cuộc ngược dòng vừa rồi của Philippines. Bước 1, chắn bóng và tấn công ở rất nhiều những vị trí. Số 2, số 4, số 3 và thậm chí là sâu cả vạch 3 mét. Giờ sẽ là set 5. Một lần nữa, Việt Nam và Philippines phải phân thắng bại ở set đấu thứ 5. Trước đó tại Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã từng thắng Philippines 15-10. Nhưng đó là khi chúng ta bước vào set đấu thứ 5 với lợi thế tinh thần, thì đã thắng liên tiếp set 3 và set 4. Còn bây giờ thì Philippines lại đang có tâm lý và tinh thần tốt hơn so với đội tuyển Việt Nam, với chiến thắng nghẹt thở 26-24 ở set đấu thứ 4. Một đều. Nỗ lực đáng khen ngợi của Ngọc Thuần. Đó là dứt điểm ra ngoài của Bagunas. Người hùng của Philippines trong set đấu trước. Thuần cũng đã dứt điểm ra ngoài và không sượt chắn. Adrian Villados đang tiếp tục là chuyền hai của Philippines, chứ không còn là Magulapnan. Villados cũng đã đóng vai trò chuyền hai trong cả set đấu trước. 4-2 sau điểm số của Duy Tuyến.
bật chắn ra ngoài. Số đưa sút ngắn xuống còn 3-4 cho Philippines. Bagunas phát rúc lưới. Đó là Espejo. Biến rất căng thẳng ngay từ thời điểm đầu tiên của set đấu thứ 5 sẽ quyết định. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang cố gắng để giữ được một khoảng cách với Philippines. Duy Tuyến bước một lối, đó là sai lầm của Espejo. 7-4 cho đội tuyển Việt Nam. Chắn bóng thành công. Tình huống chắn rất tốt với Espejo. Khoảng cách đang tiếp tục được nới rộng cho đội tuyển Việt Nam. 8-4. Vẫn là những pha phát bóng của Duy Tuyến. Và đây sẽ là một cơ hội tiếp theo cho đội tuyển Việt Nam. Espejo có thể nói là vừa lập công chuộc tội. Bóng đã sượt chắn. Rất hay. Đó là Trương Thế Khải. Có lẽ vừa rồi mới là lần đầu tiên ở trận đấu này Trương Thế Khải ghi điểm với một pha đánh nhanh ở vị trí số 3. Không được. Và sự điểm không thành công tới từ Thành Thuận.
phát bóng ra ngoài của Espejo. Dương Văn Tiên không cứu được. Cách biệt giữa đôi bên bây giờ là 5 điểm. Xin nhắc lại là sau chặng 2 thì giải bóng chuyền Đông Nam Á CV League sẽ tiếp tục với chặng 3 diễn ra ở Vĩnh Phúc Việt Nam, và đó sẽ là trận đấu với sự góp mặt của các đội nữ. Việt Nam sẽ một lần nữa đối đầu với Philippines. Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 4 tháng 8. Và đó sẽ tiếp tục là một trận đấu được tổ chức trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Chắn bóng hay. 12-6 cho Việt Nam. Hy vọng của Philippines đang tắt dần, khi mà Bagunas đã để lại tất cả những gì tốt đẹp nhất, rực rỡ nhất của anh ở set đấu trước. Espejo khiến cho Philippines mất nhiều điểm hơn so với thắng điểm, còn Rotter thì không thấy đâu. Ngọc Thuân. Mười ba sáu. Phát bóng ra ngoài của Dương Văn Tiên. Đây là Malabunga. Bóng bật chắn ra ngoài sân và điểm số thứ 14 đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Matchboy. Rất nhiều cơ hội để đặt dấu chấm hết cho trận đấu này. Sự yên lặng tới từ bốn phía khán đài, khi mà Philippines đã không còn tạo ra được bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt như trong trận đấu thứ tư nữa rồi. Ngọc Thuân. Bóng ngoài. Và đó là điểm số quy định đã mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trước Philippines. 22-25, 25-18, 25-20, 24-26 và 15-8. Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Philippines để có chiến thắng thứ hai ở chặng 2 giải bóng chuyền Đông Nam Á CV League. Ở chặng đấu này, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Philippines và thắng Thái Lan 2 trận thắng. Cùng với đó là một thất bại trên Indonesia. Việt Nam đã khép lại trận đấu này với vị trí thứ hai. Xuất sắc nhất tiếp tục là Indonesia với thành tích toàn thắng. Thái Lan đứng thứ ba và